về quê được thì coi như cái món quà đó là gửi tặng sức khỏe của ba mẹ em. Tết cũng trời cũng trở lạnh thì khi có Jet thì nó cũng sẽ ấm áp hơn. Hôm nay là cũng là cái ngày mà gần cận kề cuối năm rồi. Xin chào cả nhà. Vâng. Hôm nay rất là cảm ơn hai bác đã ở Hà Nội và đã là tận tình ra tận quầy của em Hằng. Vâng. Để bác chờ vừa tham quan được gian hàng bé nhỏ này và hai bác quyết định chơi ở bộ âm thanh. Con này em Hằng hôm qua vừa mới cho lên sóng thì là nói phải sử dụng bộ này là bộ combo và Bühler KH750. Dạ vâng. Hôm nay thì đã thuộc về hai bác rồi ạ. Rất là cảm ơn hai bác ạ. Vâng, đã ra tận quầy của em Hằng để vừa mấy cả rước bộ này về để nghe Tết cùng gia đình. Vâng, chúc hai bác đón Tết được vui vẻ nhá, được bình an. Hai bác có một chút gì được bình luận và chỗ tham khảo nói với cả anh em trên sóng một chút để ra tham quan của cửa hàng của em Hằng không ạ? Dạ vâng, em xin một chút ý kiến của hai bác được không ạ? Rất là hài lòng đó. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh. Vâng, những cái gì mà hay được hai bác đã thể hiện tại đây. Dạ vâng, cái này thì là bộ này nó là combo này, nó chạy cả hôm qua đã ông chủ đã lên sóng rồi đúng không ạ? Anh đã quá biết, anh đăng ký cái YouTube của em đúng không ạ? Vâng ạ, rất là cảm ơn hai anh và cảm ơn anh em mọi miền rất là nhiều. Hôm qua cái bộ này thì ông chủ đã cho lên sóng rất là rõ ràng rồi. Dạ vâng. Bộ này thì nó quá đẹp, bởi vì khi ông chủ mà đã test em mà đã nói đẹp thì rất là đẹp ấy. Anh em cứ yên tâm nhé. Cảm ơn hai bác rất là nhiều. Nó cận kề sát Tết rồi cho nên là anh em ở xa thì chắc là em Hằng không gửi được hàng. Và rất là cảm ơn, cứ chốt và em Hằng sẽ để lại ra Tết và chuyển hàng. Còn anh em ở gần như thế này thì là ra được cửa hàng của em Hằng, rất là cảm ơn. Dạ vâng. Hai bác cũng đang rất là vội và ô tô đỗ ở ngoài cửa tổng cổng rất là vội. Vâng, thì em sẽ là đóng và gửi cho hai bác. Vâng, cả nhà ơi. Vâng, gian hàng bé nhỏ của em Hằng ở đây thì cũng đang còn rất là nhiều hàng, đã rất là phong phú. Anh em cần thì cứ liên hệ bên shop của ông Thanh Khánh Hằng Hà Nội cơ sở 1 nhé. Dạ vâng. Thì mọi chi tiết thì cứ liên hệ số điện thoại 0912572434. Vâng. Đây còn em này nữa còn chưa cho lên sóng được, còn chưa test được cái này. Con này là con tape CT8 mới về. Vâng. Và đồng thời vẫn còn rất là nhiều tape cho anh em chơi. Nói đùa là 70 tuổi đấy. Dạ vâng. Ông chủ bắt đầu lại tếu đấy. Dạ vâng. Bộ này thì nó quá hoàn hảo rồi. Và hôm qua đã có những cái clip tiết cho anh em rồi. Ông chủ đã lên sóng rồi. Vâng, em cảm ơn hai bác nhá. Cảm ơn anh em mọi miền rất là nhiều. Dạ vâng ạ. Mua sắm nhiều thứ. Dạ vâng ạ. Là anh an tâm, nhà đây là đã bảo hành cho các bác mà bảo hành thoải mái. Thoải mái thời gian. Vâng, khi ông chủ phụ trách về kỹ thuật đấy ạ. Vâng. Mái, hầu kim chuyên gia về điện tử, về kỹ thuật anh em cứ yên tâm nhá. Dạ vâng. Kim cũ bao giờ nó cùn hết rồi, thay kim mới hết. Nào dám bảo hành đĩa mới giỏi. Không, đĩa là đĩa mới anh ơi. Dạ vâng. Còn máy này thì bảo hành anh các bác chưa hàn lại một mối hàn về mà nó chạy luôn. Thay mỗi kim là một. Vâng. Bao giờ phải thay kim là vì sao? Kim nó cùn, đọc đĩa nó không thể nét được. 12 là thì đây kim mới, kim mới hết. Nha, 12 đó là các bác mua ở đây nó có cái hay là các bác nghe nghe cassette thì không bao giờ sai tốc độ. Đâu à? Cassette thì ấn đâu? Đây, cassette ở đây là đã được kiểm tra tốc độ là Việt Nam ở đây bằng gì? Vâng, em Hằng còn đang còn hàng đủ để phục vụ anh em. Dạ vâng, anh em cứ liên hệ cho em Hằng nhé. Dạ vâng, đây như sáng hôm qua là có bác vừa chốt và em còn chưa kịp đóng đấy ạ. Vâng. Cái này gì? Cái này là mình xem ngôn ngữ của cái gì đây? Mixing chốt. Cái này có năng lớn nha.
này anh nó là cái trộn, anh giảm hết cái này đi. Cái này nó trộn cùng với cả tiếng mic. Vâng, em sẽ test từng cái đồ để âm thanh. Anh em nhớ là giúp em Hằng tất cả ở bên Zalo nhé, để em Hằng nhắn tin và thông báo đồ và cái thông số cho anh em, để anh em được biết được những cái thông số và những cái đồ của anh em mình cần ạ. Dạ vâng. Là mình alo thôi chứ không phải mình hát. Dạ vâng, cảm ơn cả nhà rất là nhiều.